Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Volcano Block. Mình đã kiếm thêm những cái cây mandrill trong thời gian giữa hai tập. Và mình để ý một điều á, là cái cây này nếu mà để không nha thì nó lớn cũng rất là lâu. Và đập ra, gãy mất tiêu. Đập ra, hên quá. Có những lúc nó không đập được nguyên một cây, bởi vì cái phần gỗ nó là enriched mandrill wood nên nó không hiểu. Rồi lụm hết. Chúng ta sẽ cần rất là nhiều đó. Và cắm cái chòi non xuống. Có 8 cái chòi non. Giờ là chơi bột xương luôn. Cho nó nhanh. Khỏi cần ngồi chờ đứng đó bơm hơi gì này nọ. Lâu lắm. Còn dư lại. Phải cao lên thêm một ô nữa mới đảm bảo là quất sạch sẽ được. Vô đây. Và hình như nãy giờ á, chỉ tốn có cỡ 2 cái bone meal thôi là nó sẽ lớn lên thành một cây mandrill. Thì cây này tính ra cũng sẽ không có hao lắm. Nó còn một cục ở trên kia. Nãy giờ là được một đống. Ngon lành. Cái này ăn được không? Tasty and illuminating. Ăn được luôn nha. Ăn vô một cái chơi. Được chút xíu night vision thôi. Không có nấu được. Cái này có thể bỏ vô để chuyển đổi thành primordium. Primordium á, thì nhiều món lắm. Nhưng mà nó cần phải có rất là nhiều thì mới chuyển đổi được. Thịt thì mình cũng đã nấu xong rồi. Bây giờ chúng ta đang còn công thức bên đây. Còn đồ chơi, còn này nọ và storage. Vô làm cái này mới được. Làm storage để chứa đồ, mở lên coi lấy đồ hết cho nó sướng. Khỏi cần phải tốn 2.000 năm. Đầu tiên là cây ren đi. Coi integrated dynamic. Bản mod này là một bản mod cũng rất là quen thuộc. Nhưng mà mình thì ít xài bản mod này lắm. Thì ít xài cũng không có nghĩa là không biết xài ha. Tại vì nó không đụng tới thôi. Cái này á, xài nó sẽ tập trung vô những cái đồ như là mandrill nhiều. Ta qua bàn chế tạo. Rồi công thức đầu tiên là cây range. Những cái gì đơn giản thì làm trước. Những cái gì khó thì để qua một bên. Đây. Một món. Gì nữa? Một cây ren, 4 cái interface, logic cable và structure crafter. Cuốn hướng dẫn. Không cho cuốn hướng dẫn luôn. Phải tự làm cuốn hướng dẫn. Cuốn sách đâu? Một cuốn. Bỏ vô và lấy xuống. Có cái gì không biết thì có thể mở cái này lên coi. Tutorial hướng dẫn gì này nọ. Thì chúng ta nghe tới được những cái hệ thống mà giống như vậy á, nó cũng sẽ giống như nhau thôi, nó cũng sẽ không có quá nhiều sự khác biệt. Giờ chúng ta tiếp tục mở lên coi làm cái terminal. Terminal đâu? Đây là storage terminal. Cần phải có cái block này trước. Làm cái block, cái này sẽ thiếu lắm nha. Mà công thức này có thể làm được từ những cục nhỏ hơn. Được luôn. Làm vài cục đi, để cho nó tăng số lượng lên cái. Hỏi này vẫn còn nhiều. Mandrill Berry cũng sẽ cần nên bắt buộc phải giữ lại. Rồi Display Panel. Còn thiếu Static Line. Và có cái miếng bên này Output hay Input. Mắc tiền vậy. Đúng là mắc tiền quá. Làm bên đây luôn. Cái bàn của Tinker á. Đối với những phiên bản mới á, cái hitbox nó nằm, nó lòi cái chân ra luôn. Rồi bây giờ bấm công thức của cái variable car. 48 miếng bích tông. Đá cuội có, đất có. Ủa còn thiếu sắt thôi. Không phải là sắt, gì cũng là sắt hết trơn đó. Nó cần có input và output luôn mới giữ. Mình đang kiểm tra Slambon. Nhớ là Slambon. Có gì nữa không? Slambon làm từ công thức này. Actoplasm. Từ mấy bé kẹo dẻo. Kẹo dẻo thì làm sách của kẹo dẻo. Có sách kẹo dẻo không? Chicken with villager. Chưa có hả? Existential.
căng thẳng quá. Integrated Dynamic. Giờ làm từ từ. Yêu cầu gì nữa? Structure Crafter, Logic Table và Interface. Item Interface. Một cái thùng. Đây, bấm. Bên 4 cái. Xong xuôi. Bỏ gỗ vô đỡ. Gỗ này xài cũng bình thường thôi. Item Interface là mình còn đang thiếu nè. Đang thiếu công thức này. Nó sẽ có những món đó. Cái clue cũng được. Rotten Pear. Adhesive Pear. Sickle hả? Sickle thì lại cần có Reinforced Shovel và Reinforced Axe. Cần phải có cái Calculator nữa. Nó chơi căng thẳng quá đi. Chưa làm được. Storage Terminal. Display. Đó. Giờ còn thiếu cái này nè. Thiếu cái này. Thiếu cái bích tông. Mới có một cái bích tông thôi. Không đủ. Giờ mình sẽ cần phải xả đồ trên người xuống. Ta sẽ cần có hai thùng luôn đi. Để cái thùng ra. Bỏ hết tất cả mọi thứ đang có ở trong người vô. Để làm một công việc duy nhất thôi. Lấy cái này xuống chứ. Soulless hả? Origin of Darkness. Bỏ hết tất cả mọi thứ. Bỏ lấy cái hammer ra chứ quên. Và chỉ có một công việc duy nhất là ngồi đây gõ cho hết cái mớ này ra. Sau khi xử lý hết cái phần ở trong này thì mình chỉ kiếm được 50 cục sắt mà thôi. Chứng tỏ sắt cực kỳ hiếm. Cất mấy cái này qua để lấy chỗ cất đồ khác. Rồi chúng ta sẽ còn mấy cái ash ở ngoài đây nữa. On that chứ. Bỏ vô, bỏ vô. Tiếp tục, tiếp tục. Công thức của bích tông. Còn thiếu gỗ. Mandrill rồi. Gỗ và redstone. Chúng ta coi mandrill chơi được không. 7-8 luôn đi. Mandrill này không bỏ vô chổng được. Mandrill plank đâu. Mandrill plank. Chơi kỳ. Hit the sawmill còn được. Mandrill good. Oh, anchloridum. Reinforced iron block. Reinforced iron. À, căng thẳng quá. Vậy đừng đụng vô cái phần mandrill. Bởi vì mandrill có thể kiếm được thêm một cái cục mandrill junk. Vậy thì ta sẽ xài gỗ bình thường thôi. Gỗ bình thường đâu. Ủa, gỗ bình thường đâu. Gỗ bình thường mình nhớ là cũng còn mà ta. Ừ? Mình nhớ là còn mà. Sawdust. Bỏ đây thôi. Ố về luôn. Còn có cái gỗ kia thôi. Thôi vậy xài gỗ bình thường thì xài. Mình phải kiếm thêm rồi. Ra đây lắc. Ra đây bơm hơi. Cây này bơm hơi thì nhanh hơn là cây mandrill. Cây mandrill chậm lắm. Còn muốn nhanh nữa thì cứ bột xương làm tới. Khỏi nó nhiều. Đây bột xương chóc chóc. Lên quất. Mở lên bên đây. Bỏ vô hết luôn. Và mình cũng đã chặt thêm gỗ mandrill. Để kiếm thêm mấy cái berry. Cũng như là những cái chân. Những cái chân hiếm ghê luôn á. Chúng ta chắc phải làm thêm rồi đây. Được 7 cái. Còn dư lại 1 miếng. Cái miếng dư lại cứ để đó. Bình tĩnh. Đâu kiểm tra coi bích tông quen. 5 cái bích tông. Chưa đủ. Nó cần phải có. Đây là 6 gỗ. Quen 7 cái bích tông. Rồi để mình làm tiếp. Chúng ta sẽ cần phải có cái clue. Clue. Clue, clue, clue. Normal bon chân. Lấy cây búa. Búa đây. Để lên. Bùm. Đây cũng là một cách để có thể làm được bột xương. Còn cách còn lại thì cũng có cách đơn giản hơn đó. Đấy, quăng vô đây chứ. Quăng vô, làm clue. Là sẽ được 10 cái. Chuyển hết đi, mình lấy một lần luôn. Xong rồi. Lấy một lần và được 10 cái clue. 10 keo. Bên đây được 30.
còn thiếu đá cuội. Đá cuội của anh kia gì chứ, đá cuội bao la tài thoải mái, không cần phải lo lắng. Đúng vậy, bấm hồi mà thấy không có đúng gì hết trơn á, không lấy được cục nào hết. Ở chổng ngộ lắm, bấm có phải đúng nữa đó. Bình thường bấm phải chuột trái chuột xí phải chuột cho nhanh, này phải nhấp đúp. Ta sẽ cần phải vô đây beng 10 cái, 10 cái để lên và 10 cái này để lên cái piston. Rồi xong, đây còn được 30 nè, 36 luôn, 36 làm luôn hết redstone. Đổi một mớ redstone ra thêm. Rồi công thức của bích tông, 12 cái bích tông nữa. Giờ mình sẽ cần phải có storage terminal input và output, glowstone. Glowstone hay quá, còn đủ luôn mới ghê. Tiếp theo chưa xong, giờ terminal cần phải có cái display panel. Display panel cần có output. Đây, output. Cứ làm 8 cái output và 8 cái input đi. Rồi phần còn lại từ từ xử lý tiếp. Static đâu? Cái display static light. Khoan khoan khoan, static light đúng không? Static light panel. Tám này trước, 2 cái. Rồi và display panel cần mấy cái? 1 cái và pen storage terminal, storage cable. Gì complete? Xong chưa mà complete? Chưa mà. Logic cable chưa làm mà. Mình nhớ chưa làm logic cable nha. Logic cable nó đây, nhỏ xíu à. Cái này hào quá, hào lắm luôn á. Bao nhiêu sợi vậy? 16 sợi. À cái này là reward được thưởng. Bập 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 bập. Xong, nhận được phần thưởng. Rồi làm xong luôn đi, cho nó thoải mái luôn. Đây là mấy cái proxy. Và bộ này chúng ta sẽ cần phải coi điện năng. Bây giờ item interface đây, nó xài nó rất là đơn giản. Thông thường những cái món này á, nó sẽ có một cái quy chuẩn chung. Tập cái này không ra thì lấy cây ren mà tháo cho nó nhanh. Cái cắm vô cọng dây nó chạy ra, nó chỉ là cái đầu thôi. Rồi ta cần phải gắn lên cái thùng phía trên, gắn cái này lên và gắn lên, mở lên coi không thấy có gì hết. Qua đây mới có, cái này là item crafting, nó chưa cập nhật thôi chứ gì hết. Rồi có rồi đó, cuộc đời thật là sung sướng nhưng mà mắc tiền quá, đó là điều hiển nhiên. Gắn vô và gắn vô, mở lên coi. À, mở lên coi là có chỗ để tìm đồ này nọ luôn, sung sướng. Có cái remote không? Ta coi có cái remote không. Crafting job terminal, cái này là structure crafter. Để xuống structure crafter, tập ra no tool, cứ để xuống nó đi. Bên này có nói gì nữa không? Chúng ta có được cái chỗ để có thể xài đồ, chuyển đồ, chuyển chất lỏng, chuyển điện luôn, rất sung sướng, quá đơn giản luôn, thấy không? Không cần điện năng gì hết á. Này là để xài mở lên, nó xịn hơn là cái miếng trong những lần trước có miếng này nè. Inventory mở lên coi, này phải sạch nữa, sắp linh. Rồi thấy được tất cả những loại sắp linh đang nằm ở đâu. Ủa sao nó nằm đây nữa? À cái dây đó có thể rút ra nên thấy nó tùm lum đó. Rồi tháo cái này ra thôi, cable luôn, tuyệt vời luôn. Có món này rồi mình gắn ở phía sau, cái mình vô đây mình có thể chế tạo. Bấm qua bên này nè, ví dụ như kim cương mình cần có, mình lấy xong bỏ đâu? Bỏ đây. Một cục này item crafting nè, chúng ta craft thử coi. Bỏ cái que vô được không? Bỏ cái que vô được luôn. Rồi bấm một cái, cục kim cương bay ra đây. Phải qua đây bấm một cái, cục kim cương nó bay vô chổng. Có trả về đúng chỗ không? Không. Cục kim cương nằm đâu rồi? 53 cục kim cương.
Năm ba cục kim cương này là Pristine Diamond. À, phải coi coi kim cương nó kim cương gì nữa. Pristine. À, nãy lấy cục Pristine luôn. Diamond. Vậy là nó cũng chảy về đúng chỗ á. Nếu mà chảy về đúng chỗ vậy tốt. Giờ trong đó là còn 6 cục. Bây giờ mình lấy ra bỏ vô. Nó hiểu nó chạy về đúng chỗ hay không mới quan trọng á. Ok. Giờ mình bỏ thêm đồ vô thì nó sẽ chạy đi đâu? Bỏ vô. Hết chỗ. Không còn chỗ, thành ra mình bỏ vô không được. Ví dụ như còn chỗ này thì sao? Bỏ vô một cái, nó sẽ chạy vô trong đây. Priority. Nè, có thể chỉnh được luôn. Priority là ưu tiên, thứ tự ưu tiên. À, đồ không cần biết thứ tự ưu tiên, cứ vô miễn sao là lắp đầy từ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 là được. Vậy là cũng hay. Rồi, như vậy là có chỗ để có thể chế tạo nhanh rồi đó. Còn đây là Zora Saplin. Ủa, Zora Saplin có rồi mà. Zora Saplin. Hoàn thành đi. Lấy thêm Zora Saplin và xuống dưới này Zora Steel để làm công thức bên đây. Explosion Furnace Carbon cộng với Zora Leaf. Zora Leaf trồng cây. Ta đang đi qua một nhánh khác của công chuyện. Công chuyện nó có nhiều nhánh lắm. Mình đã tranh thủ đi làm thêm những cái cục Bone Block và vẫn còn những cái cục Rock Core ở đây nữa. Chúng ta sẽ cần phải bấm vô. Rồi đây, có lá. Đập lá ra trước. Kiếm những món cần thiết trước. Có trời non không? 11 hả? 11 là có hay không có gì cũng không quan tâm luôn. Còn 11 là được. Và Zora Leaf. Ok. Bên đây. Xong. Đúng đây. Zora Steel. Cái công thức này làm cho trầm cảm quá ta. Enrich Iron. Stone Separator. Reinforced Stone. Analyzing Chamber. Quicken Diamond. Có gì đó nó lạ lạ ở đây nha. Zora Steel. Soul Steel. Ủa, Soul Steel chưa làm nữa hả? Raw Soul Steel. Soul Dust Metal Diamond. Lỡ đi xuống đây nè. Calculator. À, phải có cái này nhưng mới làm được cái calculator đó. Rocket Stone. Mood Onyx. Archite. Rồi, trầm cảm, trầm cảm. Ta làm Enderman đi. Essence. Enderman. Đang cần Enderman, Ender Tether nữa nè. Cần phải có Wither Dust. Wither Dust, Wither Dust. Wither Skeleton. Enderman Essence. Vô farm Enderman có lý hơn. Nó đây. Enderbone Chunk. Endermine. Enderman 4.17. Enderbone Chunk. Chỉ có bao nhiêu đây thôi. Và bấm. Một cái. Hai cái. Ba cái không? Ba cái, ba cái, ba cái. Fail rồi. Endermine không. Rồi sao nữa? Rồi đi tìm chứ sao. Flowing Fossil. Flowing Eternus. Ủa đâu phải đâu. Frozen Darkwood Fossil. Frozen Fossil. Mấy cái cục này luôn á. Ủa khoan, cái đập bằng tay cũng được mà. Cái nè, Enderbone chân nè. Ôi vậy cũng fail luôn. Phải làm cái món bên đây rồi. Cost Duck. Chúng ta lấy Cost Duck một cái. Cost Duck hôm bữa nhớ mình còn mớ mình đang bỏ trong kia. Lấy Enderchain nữa. Cái này chuyển thành Enderchain trong Rotary Grinder. Rotary. Bộ Rotary Grinder bên đây chứ. Chia ra. Bỏ vô, bỏ vô. Rồi vô đây. Bên này phân nữa, bên đây phân nữa. Nhưng mà bên đây post up đâu. Ồ, chạy hết rồi đúng không? Chạy hết rồi. Chia cái này lên. Chia cái này lên. Bùm. Bỏ vô. Chạy đi. Rotary Rider đang cho chạy bên đó nữa. Zora Lift.
Không còn chỗ luôn á chứ. Cái này là ra cái khác. Nó là Snowy rồi, nó không liên quan gì hết trơn đó. Enderman Essence, Rabbit Essence. Bỏ vô đây luôn đi. Còn đất với lại món này. Zora Good. Gỗ thôi. Mình sẽ làm thêm Primordium. Mình đã tranh thủ làm thêm Primordium. Và bên đây đang cho xử lý. Còn 10 cục nữa là chơi thêm 64 cục này nữa. Và được 9 cái để ra bên mai. Tất nhiên rồi, 38. 38 không có nữa là thôi luôn á nha. Go. Enderman. Phát đầu tiên đã có rồi. Ủa Endermine. Enderman với Endermine lộn hoài. À, giờ này là chắc chắn luôn. Ok liền. Ba cái. Cái này mình giữ lại để mình còn có công chuyện khác nữa, chứ xài hết là lát nữa mệt đó. Ở trong đây thì còn được nhiêu thì xài bấy nhiêu thôi. Ủa, chia ra nó có tính không? Nó tính cái đầu tiên không à, chứ nó không có lấy những cái kia. Đây cũng có một cái à, Primordium. Chờ xíu nha, chờ xíu, chờ xíu. Đi lấy cây búa một cái. Nãy còn này. Chạy qua lại là vừa luôn á. Bỏ vô 64. Chạy tiếp. Và Rhymodium 64. 100 hả? Bỏ đây luôn cái ba mấy à. Không có nhiều đâu. Rồi tháo này ra luôn đi. Nghỉ chạy. Không cho bên đó chạy nữa. Thì có thể bỏ này vô đỡ. Nãy bỏ vô đỡ đi, tháo ra thôi. Được rồi. Hơi dở ha. Có thêm chưa? Có thêm được 5 cục nữa. Giờ cần có cuốn sách. Cuốn sách với lại một cái này lấy rồi lấy hoài. Búa đâu rồi? Búa nè. Búa để lên cho một búa. Sách để lên cho một cuốn. Sách đây. Để vô. Bao lại. Ok á. À sách chưa chuyển đổi, quên. Kỹ gì? Chưa chuyển đổi mà. Show búp up Enderman. Có Enderman rồi đó. Còn cần một cái nữa là kéo cái tường ra. Để lỡ có cần phải chơi với Enderman thì có chỗ mà chơi. Enderman nó hay dịch chuyển. Tháo ra hết. Tao búp up Enderman. Ốc. 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 Ra đây Enderman ơi. Bắt đầu lăn lê bò lết đi. Xoay xoay này nọ. 40%, 50%. Tiếp tục. Con bò ở đâu ta? Bò tàng hình nữa. 99. Fail hay sao? Đâu bên này nè. Rồi chạy 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 chạy. Chạy qua. Nó chạy tới á. Biết mà. Ok luôn. Enderman Trap. Ender Tear. Ủa có con bò ở đâu kêu hoài ta? Có khi nào ở trên kia không? Không thấy con bò nha. Con bò tàng hình á. Bò tàng hình. Chỉ dựa vào cái ống máu để biết được có con bò hay không. Trên bản đồ thì cũng không có thể hiện có con bò. Tác cuội không à. Trong cái chỗ này nó thể hiện có cái gì đây nè. Cái chấm gì đó. Rồi không thấy nữa. Không thấy con bò đâu hết. Giờ mình sẽ chờ mình farm Enderman. Ta sẽ cần phải làm Ender Tether. Này là một cái. Wither Dust. Wither Dust cần phải có thêm Wither Skeleton. Có Essence không? Có luôn. Wither Skeleton Essence từ Blackened Bone. Blackened Bone từ cái gì? Netherrack with Fossil. À phải bỏ Netherrack vô. Rồi Netherrack vô đúng không? Nhìn cái cho nó chạy qua một cái coi. Kiếm Ender Pearl.
chém ào ào ào, tôi biết mà. Được khúc xương. Oh yeah luôn. Xương thì chưa được. Đâu để mình qua coi cái phần này sao rồi. Primordium không đủ, phí thời gian nha, uổng nha. Rồi Netherrack, Netherrack. Netherrack. Làm sao để có Netherrack? Cần phải chuyển đổi. Rồi xong cho bùm cái Netherrack đó ra luôn. Ủa hôm bữa không giữ lại cục Netherrack nữa hết trơn hả ta? Ồ, hay là bữa giờ chưa làm? Có vẻ như là bữa giờ chưa làm, cần phải có Wurm Core. Wurm Core cần có Hit Block. Đâu rồi, Hit Block, Hit Block. Đi từ đây, cần phải có khối than hoặc là khối Netherrack để lên ở giữa. Hit Block with the Flint and Steel. Hit Block đâu? Hit Block lại cục này. Đây, cần có công thức này. Terra Coulter, kiểm tra lại một cái. Rồi ở ô luôn. 2 4 chia ra nấu. Mình sẽ cần phải làm Netherrack để mình chuyển đổi qua, mình kiếm Wither Skeleton. Rớt ra cái bột đó đó thì nó cũng dễ, chỉ có rớt ra Wither Skull thì nó sẽ khó. Không có đi tìm Wither Skull đâu, biết chắc là nó sẽ khó mà. Vậy để làm công thức này trước, xong rồi chúng ta sẽ có được Hit Block. Cái này thì cũng đã làm rồi. Công thức này không có gì lạ hết. Bấm vô. Bấm vô, bấm vô, bấm vô. Bên 8 cục, làm 2 lần. Mục tiêu là làm 2 lần mà. Flint and Steel. Bên đây có khói than không? À, hôm bữa là chưa có khói than. Nhớ rồi, nhớ rồi. Nó phải chơi khói than thì phải Netherrack. Cái khó nhau quá ta. Lock up coal hả? Lock up coal. Corin. Đây, phải qua thêm một bước nữa. Rock core hơn là mình còn nè. Giờ mình sẽ làm cái khói than. Rock core hồi nãy là gỗ. Hết gỗ. Đã chân rồi. Nhanh lắm. Rồi mở lên, mở lên. Có cái terminal như không? Không hề xài luôn. Lấy cái này ra. Chóc chóc chóc. Nó không lớn luôn ta. À bột xương quá nha. Rồi đập ra. Ra đập ra đập ra. Ok liền. Bỏ vô. Thì đầu tiên mình sẽ làm Netherrack. Đánh dấu một cái. Coal block, đánh dấu một cái. Rồi coal block sẽ cần phải có Shack of Soil of Fire. Soil of Fire 8 cái. 6, 7, 8. Và qua bên kia. Để ở đây thôi. Cứ để thẳng xuống. Chỉ nên để 4 góc. Chóc 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 chóc. Đó, nhả ra kìa. Đã có được những khối than. Và đây là lần thứ 2 rồi. Mình sẽ có 8 khối. Cái này có burst được không? Không có. Cái này mà burst được nó mới đã. Burst được là cho nổ bụp bụp giống vậy nè. Bây giờ sẽ cần phải làm Netherrack. Netherrack cần có Wurm Core. Và phải để ở giữa là cái gì? Là khối than. Khối than. Để xuống. Đập ra. Wurm Core mình có đây. Đây là Hit Core. Lấy xuống. Hên chưa, hên chưa. Từ từ bình tĩnh. Quên mất vụ này. Nó phát nổ. Cho nên đặt từng cái ra thôi. Đừng có liều lĩnh quá. Bởi vậy chúng ta có cái sàn làm bằng hắc diện thạch á, là mới thoải mái được. Mấy công chuyện này nó nguy hiểm gì đâu luôn. Nó cứ nổ bùm bùm. Còn cục nữa. Cục nữa để vô đúng vị trí luôn cái coi. Nhưng mà cục rớt ra. Rồi bây giờ cần phải để khói than vô một cái. Chóc chóc chóc. Đây là cái gì kho? Living World. Living World.
8 cái. À, 4 cái cũng được rồi. 4 cái thôi. Để đỡ mất công. À, làm nhiều quá rồi phải hả? Đi bấm cái đó nữa phê lắm. Lát nữa cho nổ bụp bụp. Chơi vậy cho nó nhanh. Đâu rồi? À, khói than chúng ta phải cất bớt nha. Thì kêu á, cất bớt khói than đi. Vô trong đây chỉ cần bấm một cái phải chuột thôi. Ôi khói than đâu? Bắt đầu chuyển đổi, xong. Và đập ra 4 cục netherrack. 4 cục là đủ rồi. Chúng ta sẽ làm cho bùm bùm vài phát. Đây, lấy xuống. Mở lên bấm công thức. Một cái này. Đây là cái burst. Ồ, không có chỗ cắt khúc xương này vô hả? Enderbone không có. Dark Carved Stone. Này đem qua đây đi. Cái này đem qua đây. Từ từ tính tiếp. Công chuyện nó còn nhiều lắm. Rồi đóng cửa. Ở nhanh vậy? Nhanh ghê không? Mình nghĩ là Enderman sẽ xuất hiện trước luôn á. Nhưng mà Enderman chưa kịp xuất hiện nữa. Nó đã bụp cho một phát rồi. Rồi 15 cái. Vô chổng bụp bụp nữa còn đã nữa nha. Lần này là gắn ở trên trần. Ở dưới có rồi, gắn trần. Đó, 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 đó. Đi ra, đi ra, đi ra. Enderman đâu? Enderman. Đưa Ngọc Ender cho tôi cưng ơi. Có Ngọc không? Không có Ngọc luôn. Đóng cửa lại. Quá chừng luôn. Đã ghiền luôn. Mình còn 4 cái nữa nè. 4 cái nữa mình để 4 cái dưới này chơi cho nó vui. Rồi và hai con Enderman luôn kìa. Một em Enderman. Cho Ngọc Ender luôn. Trọn vẹn coi. Oh yeah luôn. Ngọc Ender rồi. Trọn vẹn rồi. Ender Pearl. Thêm cục nữa. Quá xịn luôn. Ta chỉ cần tháo cái này ra thôi. À, không gắn cái này vô được khi mà trong đó không có con gì hết. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì mình đã có được một cái hệ thống để sử dụng nhà kho được tốt hơn và không cần phải sử dụng điện năng luôn, là cái lợi thế của phần Integrated Dynamics này. Còn bây giờ, mình sẽ tạm dừng tại đây và các bạn trong tập kế tiếp. Bye bye!